trời, cái cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất nhảnh hết trơn hết trời. Tối là em mới phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi, anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua, anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được, lấy tay em che miệng lại. Em tỉnh, anh xin lỗi dạ. À, anh không ngáy nữa, không, 5 phút sau ngáy y chang vậy. Bây giờ cưới về rồi thì cứ 7 chủ nhật anh hay về với em. Còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì em nằm ngủ mà em nằm mơ, còn nghe tiếng anh ngáy nữa. Em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em nó thưa sao dạo này mắt mày thâm quầng dữ vậy? Có ngủ được khỉ gì đâu. Tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không còn cách nào hết trơn vậy. Đến với chương trình Vợ Chồng Son sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đây? Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. À, chào hai em. Dạ, xin chào. Có hồi hộp, có run rẩy điều gì không? Dạ, không. Hơi hồi hộp đúng không? Hỏi cho một tràng pháo tay để khích lệ đi. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Đoàn Quốc Anh. À, năm nay 29 tuổi, em hiện đang là kỹ sư nông nghiệp. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Lê Anh Thư, năm nay em 23 tuổi. À, hiện thì em đang kinh doanh váy cưới. Không biết là cái váy cưới này có phải là ở cửa tiệm em không ạ? Váy cưới này là đám cưới em bận. Wow. À, vậy cái phương miệng như... vậy luôn hả? Dạ không, à. Là của anh make up cho. Rồi, hai em hãy cho anh biết là cái tình yêu của hai bạn bắt đầu từ khi nào và lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhau thì nó hơi phức tạp, tại vì chồng thấy vợ trước rồi vợ mới thấy chồng sau. Ủa là sao? À, có nghĩa là cái này 3 năm thì em có đi chụp hình dạo ở công viên này thì riêng á. Thì lúc mà em ra cổng thì em thấy bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á. Em nhìn ồ gái. Ồ gái. Nói với bạn đi theo. Ồ nhỏ mất mày, mà sao thấy con quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra là đã kết bạn trong Facebook rồi. À, mà là thấy là ngoài đời nhưng mà cũng chưa có biết gì nhau hết. Thì sau đó mới về mới bắt đầu đi like hình của bạn vợ. Ừ, bắt đầu like dạo. Dạ like dạo. Like đến một hôm á thì thấy bạn vợ like lại. À, cái là bắt đầu mong men qua làm quen, rủ em ơi đi chụp hình đi. Cái là đồng ý, hẹn nhau ra cà phê để bàn kế hoạch chụp hình. Thì đó là lần đầu tiên vợ lại gặp chồng. Rồi vậy thì cái ngày mà em nhận lời làm người mẫu cho anh này thì em thấy ảnh sao? Ở trên Facebook á thì thấy ảnh cũng được, cũng khá khá. Mà trước hôm chụp thì tụi em đi cà phê bàn concept chụp hình. Cái em ngồi quán cà phê em đợi ảnh đi vô. Em nhìn từ xa, em thấy trời ơi, sao già dữ vậy trời. Bận áo sơ mi nha, quần tay à, quất xách cái giỏ đi. Đem mất kiến đi vô, em nói trời ơi, già quá, không được. Cái tới gần một xíu, cái em nhìn, trời ơi, sao mặt lũng lỗ, mặt lỗ quá trời. Em mất cảm tình lắm, với lại ảnh nói cái giọng ảnh chép vậy nè. Giống như nhiều chuyện vậy đó. Đó, em không có thích lắm. Cái ngồi nói chuyện có bạn em đi theo nữa. Xong tính tiền cà phê, cái em nói thôi anh để em trả tiền cho. Thôi em học sinh em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỳ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh thùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là phải trả tiền. Xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh lắm. Về đó hả? Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì cũng có rủ đi chụp thêm 2-3 lần nữa. Rồi có một thời gian không gặp nhau. Năm vừa rồi em quay về em đòi làm quen rồi đòi cưới luôn. Ồ vậy đó. Ủa vậy tụi em quen nhau bao lâu? À, em quen nhau được 1 tháng là anh đòi cưới rồi. Nhưng mà biết nhau bao lâu? Biết nhau phải hơn 1 năm lận. Có nghĩa là biết nhau hơn 1 năm. Xong rồi xa nhau cũng gần 1 năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gặp lại nhau đúng 1 tháng là cưới luôn. Dạ đòi cưới thôi. Chứ đòi em đòi cũng cưới. Chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói. Thầy bói nói hai đứa hợp. Giàu lắm em cưới luôn. Trời ơi. Rồi mấy này thấy sao? Giàu chưa? Thấy được chưa? Thấy cũng khá khá thôi. Đó vậy đúng rồi. Cưới bao lâu rồi? Cưới được hơn nửa năm. Vậy thì sau khi các bạn cưới nhau về thì vỡ mộng gì về người bạn đời của mình? Cực kỳ nhiều luôn. Phải không? Kể anh nghe đi. Anh nhiều chuyện lắm. Trời ơi, chùm nhiều chuyện luôn. Anh nhiều chuyện còn hơn em nữa. Vậy hả? À, ví dụ như đang nhà hàng xóm mà gây lộn nha. Ngồi bật dậy, chạy xuống, bắt đầu tắt đèn trong nè, đóng cửa là rình có ai nhiều chuyện xong lên kể em nghe. Trời ơi, dụ hai người chửi nhau quá trời luôn em. Chà, bà tám dữ nha. Rồi đi ngoài đường nữa anh, cái ai mà đụng xe hay gì đó, anh không có dừng lại, quay qua. Đi, lo đi, lo dòm dòm, những biết ông quay là ông dòm. Không có nhiều chuyện chùm luôn. Rồi em lúc mà đám cưới đó thì bạn bè của ảnh cấp 2, cấp 3 hoặc đại học tới chúc mừng xong rồi còn nói chồng em nhiều chuyện lắm á thư. Mà em đâu có tin, bây giờ em tin rồi đó. À, nhiều chuyện. Là có từ hồi cấp 1, cấp 2 tới giờ luôn đó, đúng không? Ôi sao toàn là những cái tính đáng yêu không vậy? Còn nổ nữa. Em có một người bạn
người ta đi du học ở Nhật về, cái hôm đó ảnh về rồi xong cái vợ chồng em đi ăn uống chung với ảnh, cái vô cái xong anh này vô chào, chào anh, em nghe nói anh bên Nhật mới về phải không? Ừ đúng rồi em. Có anh ở chỗ nào? Anh ở Osaka. Em cũng ở Nhật đó, nhưng mà không ở Osaka, ở đảo khác à. Nhưng mà nha, ở Osaka dân cư vậy vậy đó nha, không có bằng bên em. Rồi không khí sao sao, anh kể như đúng rồi vậy em nghe. Xong em im, em không nói, em về em nói, ủa anh đi Nhật nào anh không kể em nghe vậy? Anh đi nào em? Anh chưa từng đi luôn, bạn anh đi về kể em nghe. Còn gì nữa không? Ngủ ngáy quá trời, ngáy cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất như ảnh hết trơn á trời. Tối á là em phải phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi. Anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua, anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được, cái lấy tay em che miệng anh lại. Cái anh tỉnh, anh xin lỗi giờ, anh không ngáy nữa. Thấy không? 5 phút sau ngáy y chang vậy rồi. Bây giờ cưới về rồi thì thứ bảy chủ nhật anh hay về với em. Còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì em nằm ngủ mà em nằm mơ, em còn nghe tiếng anh ngáy nữa. Em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em á, Thư ơi sao dạo này mắt mày thâm quần dữ vậy? Nó ngủ được khỉ vậy đâu. Tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không còn cách nào hết trơn. Thì em đi khám thì người ta nói là bây giờ ôm chăn mền chiếu gối vào trong tai mũi họng đi. Ngủ đó một đêm cho người ta đo. Là đo đêm 3 triệu. Nếu mà bị á là phải giải phẫu, tốn thêm còn khoảng hai mấy triệu nữa, hình như em nhớ là 28 triệu á. Rồi ông ngáy vô đã đi. Rồi thôi bây giờ để ngáy luôn đi. Đúng đi. Sống chung với lũ. Em hiểu. Chắc tiếc tiền lắm, em tiếc tiền lắm. Ồ vậy đó hả? Anh hỏi luôn nè, chồng em đi làm xa như vậy để em ở nhà mình như vậy, vậy thì ông xã em có ghen không? Em nghĩ là ghen ngầm á. Không lộ. Không có lộ, không có dám nói vậy đi. Có một lần em đi chơi với bạn em về, cái em chụp hình check in là có cái dính cái chìa khóa thôi. Anh về em nói thằng đó đi Exciter hay là No 4 nè nha. Hỏi sao anh biết? Nhìn chìa khóa là biết rồi. Cái em không nói hỏi anh nói lần sau anh mà thấy đi với thằng nào nha, anh mà bắt được anh quýnh liền luôn, quýnh tại chỗ luôn. Sao anh không quýnh em đi mà ngu sao quýnh em? Em quýnh anh lại. Chỉ vậy thôi chứ không có cằn nhằn. Bây giờ trước khi mà anh hỏi cái mong muốn thay đổi của hai người thì anh cho em một cơ hội nữa đó. Anh còn cái tính xấu gì nữa không? Đi lên trên Tây Nguyên đi làm á, cái ảnh hay nhắn tin cho em là mà em thì em không có thích nói nhiều trên mạng lắm, em thích ra ngoài gặp mặt nói chuyện vui vẻ hơn đi. Có hồi em đi chơi em đang làm gì cái vợ yêu ngủ ngon, vợ yêu ăn cơm chưa, vợ yêu vậy đi đâu đó, em cảm thấy phiền. Ông này thì về giận lộn em, anh nhắn tin em phải trả lời nha. Mà em thì em lại muốn là anh về với Sài Gòn chơi với em hơn là ở trên đó nhắn tin vậy, thêm bực thêm cái thịt. Ví dụ thứ bảy chủ nhật lễ vợ chồng người ta đi chơi, em ở nhà đã bực bội rồi, còn ổng là ăn ngon ngủ ngon, em không có. Nhưng mà lý do gì tại sao em không về được? Tại vì cái công việc là nó theo cái thời vụ á, thì đúng cái thời vụ thì mình phải đi làm thôi. Còn bình thường thì vẫn về được thứ bảy chủ nhật. Tức là thường là ảnh về thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dạ, cũng có những lúc là thứ bảy chủ nhật anh không về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện không về có thường xuyên không? Cũng tùy, thí dụ như trong cái tháng đó rồi kiểu như là cây cối với trển nó bệnh hay sao đó thì ảnh đi sâu quá anh không về với em được. Những lúc vậy là khó chịu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em cũng hy vọng là ảnh về Sài Gòn ở với lại hai bên gia đình cũng mong có con lắm, nhưng mà em ở nhà cái nhà có một mình không có ai hết trơn á. Ví dụ như em lúc em ví dụ mà có em bé đi rồi ở nhà không có chồng phụ giúp em hay cái gì đó, em cũng băn khoăn lắm, em chưa có em bé. Chưa muốn đúng không? Dạ. Là mong muốn thay đổi là cái dạ, công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Nói chung là muốn vợ thể hiện tình cảm nhiều hơn với chồng xíu đó, nghĩa là nhắn tin nhắn đi lại đáp lại cái, dạ, dạ, cái tin nhắn của mình với lại thoáng chút chứ đừng tiết kiệm quá. Em chị hỏi nè, dạ, em đánh giá em giỏi không? Em yêu cái công việc của em không? Dạ nếu mà về công việc thì yêu, nhưng mà còn giỏi hay không thì hên xui. Dạ. Tại vì chị thấy này nè, thực ra bây giờ kỹ sư nông nghiệp á ít lắm. Mà bây giờ em biết rồi đó, cái tình hình mà gọi là về thực phẩm của mình ở đây á, nó đang cái tình trạng mà báo động như thế này á. Thì với những người mà kỹ sư như chồng em á, không những là cần thiết cho riêng bản thân em mà cần thiết cho rất nhiều người luôn. Thì thành ra là cái thời gian này á, chị nghĩ là cái ước mong của em là chính đáng, chứ nó không có gì sai hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rộng ra một chút xíu nữa thì nếu như anh ấy thực sự là một nhân tài đi, mà bây giờ anh ấy bỏ cái công việc của anh thì nó quá phí. Phí cho mình và phí cho rất nhiều người.
đó. Còn tại sao tụi em không nghĩ tụi em có một căn nhà nhỏ trong Tây Nguyên đi, đó là chị nói ví dụ vậy ha. Yeah. Đó là về cái ước mơ của em đối với ảnh thì nó sẽ giữ được rất nhiều thứ, giữ ảnh cho tất cả mọi người, giữ ảnh cho cái nghề của ảnh. Còn cái ước mơ của ảnh theo chị là tương đối chính đáng, có nghĩa là trên Tây Nguyên á cũng buồn lắm chứ không có vui gì đâu. Nhiều khi gặp hôm nào trời lạnh nữa, nhớ vợ thì Huy nhắn tin cho mình, mất cái gì mình không nhắn tin lại. Biết đâu à, chị ở trên đó thiếu gì gái Tây Nguyên cũng đẹp lắm. Không, nhưng mà ảnh còn nhắn tin cho em là có trong lòng ảnh chỉ có em thôi. Thành ra nếu mà chồng mình nhắn tin cho mình thì mất cái gì đâu mà mình không nhắn lại. Chị thấy là cái con đường mà chồng em đang đi á, trời chị trân quý dễ sợ luôn á. Hiếm lắm em. Hiếm lắm á. Anh nghĩ là hai em sẽ có thời gian để mà ngồi mà tính cái tương lai như thế nào nha. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị. Xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Chào anh Quốc Thường, chào chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tấn Đại, em đến từ Quảng Ngãi ạ. Còn em? Dạ, em tên là Phan Thị Hà Trâm, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Trâm nay nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi ạ. Tụi em giờ là ở đâu? Dạ, tụi em đang công tác và làm việc tại Phan Rang Ninh Thuận ạ. Rồi là từ Phan Rang Ninh Thuận vô đây? Dạ. Đáp máy bay vô đây? Dạ, đi xe đò ạ. Trước tiên là xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, xin cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Rất cảm ơn. Đại và Trâm là hai người gặp nhau ở đâu và cơ duyên nào khiến cho hai bạn gặp nhau và nảy sinh tình yêu? Dạ thì vợ chồng em là làm chung cùng một công ty ở Đông Nai ạ. Em thì làm trước chồng em, sau đó chồng em vào là làm nhân viên thực tập. Thì trong cái đám nhân viên thực tập đó là ai cũng gọi em là chị cả, tại vì là chồng em sinh năm 92 thôi, thua em một tuổi, thì em cũng xưng với mọi người là chị, chỉ có riêng chồng em á là không có xưng chị với em. Thì em cũng thấy cái thằng đó nó vừa lùn, vừa xấu, vừa mập mà lại còn nói ngáng ngược với mình nữa, thì cũng ghét thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt. Không ấn tượng, mà ấn tượng đầu tiên là hơi ghét đúng không? Ghét đúng không? Bây giờ Đại kể tiếp đi. Lần đầu tiên em gặp vợ em thì em có rung động cái buổi đầu tiên mà gặp mặt cô gái này? Dạ, ấn tượng đầu tiên với vợ em thì em chỉ chốt lại một chữ à, là ghét. Sao hai người cùng ghét nhau vậy? Dạ, tại do là cái tính chất công việc thành ra là không có hợp tính nhau. Thì em là làm ngoài thị trường, còn vợ em là làm văn phòng. Đôi khi ở văn phòng thì cần thế này thế kia, hơi rập khuôn một chút. Nhưng thị trường thì mình cần linh động, thì dẫn đến là hơi bất đồng về quan điểm. Dẫn là hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó, là rất là ghét nhau. Nhưng mà ghét nhau thì tại sao cuối cùng lại thương nhau? Dạ, đó là chuyện tình chó và mèo, cho phép vợ kể đi. Chó và mèo. Dạ. Dạ, nói chung thì lúc ở Đông Nai thì hai đứa không ưa gì nhau rồi. Nhưng mà công ty em là có một chi nhánh ở Ninh Thuận thì chuyển em ra ngoài đó. Lúc thì được khoảng 2 tháng thì chồng em cũng làm từ Bình Thuận, cũng chuyển ra Ninh Thuận. Mà ở Ninh Thuận thì chỉ có 3 anh em, đó là anh sếp em với chồng em. Thì anh sếp thì có gia đình hết rồi, nên là cũng chẳng có ai để chơi cả, không có bạn bè người thân gì hết. Thì có một bạn đồng nghiệp ở đấy, thì lâu lâu cũng đi hẹn hò cà phê cho vui thôi, chứ chẳng ưa gì nhau hết. Mà cứ hề mà ai mà nói đồng đến hai đứa là hai đứa cứ nói móc, nói xỉa, nói nhau ghê gớm lắm. Mà chồng em con trai mà nói điếu ghê gớm lắm. Em lúc đầu mới gặp là em chẳng thích cái gì hết. Rồi sau cũng được một thời gian cùng hay đi chơi với nhau, rồi chửi nhau. Em thấy chửi nhiều quá nên lâu dần cũng có tình cảm, rồi dần đến là thích nhau. Nghe hiểu không? Chửi nhau rồi một thời gian đó, hiểu. Người ta là nói về nhau tốt thì cũng có tình cảm đấy, chửi nhau cũng có tình cảm. Chửi là từ từ quen là thương nhau đúng không? Có nghĩa là em cũng có cái cảm giác giống như vợ em không? Mình cua răng với nhau lâu quá rồi, cái tự nhiên thành ra là nếu mà bữa nào mà không gặp để mà chửi lộn mà thấy nhớ nhớ thương thương đúng không? Dạ không. Cái bắt đầu từ lúc mà được lọt vào mắt xanh của em á là... Trời ơi, lọt vào mắt xanh của em á. Gia đình cho chảnh nghe. Là ngày bố chồng, ấy ông bố vợ á, là ông mới đi đám cưới trong Nam. Ông ghé đó ông chơi. Thì vợ với nhờ là cho ông vào ở chung với em một vài ngày. Thì trong những ngày ông ở chung rồi, khi bố ra thì cũng đưa ông đi chơi tham quan các cái điểm du lịch ở Ninh Thuận. Thì trong quá trình đi thì mình thấy cái phong cách của vợ
là phù hợp với cái đối tượng mà mình đang tìm kiếm. Cho nên là mình có cảm tình từ đó ạ. Nói chung là phải cảm ơn ông bố vợ. Tức là nhìn cái cách mà vợ đối xử với bố, tự nhiên em cảm thấy đúng cái người mà em chọn lựa đúng không? Phải có lý do chứ. Đâu phải tự nhiên mà gây lộn mà yêu nhau được ta. Tụi em quen nhau bao lâu thì dạ, thế? Chưa tới 2 tháng. Trời, chưa tới 2 tháng hả ta? Sao nhanh dữ vậy? Dạ, cưới sớm là do em hết. Là tại do là em thấy cô nàng này thì cũng ok. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 5, 3 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Để em nói về vấn đề em bé. Rồi. Nói chung là cũng phải cũng không phải là mê tín, nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình Vợ Chồng Son trước rồi, thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một ông lời nguyên, gọi là lời nguyên vậy đó. Dạ. Như một lời nguyên vậy, là hễ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ sớm có em bé và có em bé ngay á, nên là tụi em cũng mong anh Quốc Thuận có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy. Trời ơi Thuận ơi, hết rồi. Ê, có khi nào mà ở châu Âu người ta thỉnh luôn mà bà chúc ra cái chồng con ông trời. Ông Phúc. Rồi, chút nữa anh sẽ chúc nghe. Rồi bây giờ, trước khi anh chúc thì anh muốn nghe cái lời tâm sự của các em. Sau khi cưới nhau về thì vợ em, cô ấy có tật xấu gì không? Về tật xấu mà nặng thì cũng chưa gọi là nặng quá. Chỉ có một số cái mà gọi là cũng chưa vừa lòng mình thôi. Nói chung không có nặng quá mà nặng nề thôi đúng không? Dạ. Tại vì sống chung với nhau thì mới thấy ra vấn đề là vợ chồng em còn chưa ổn định được công việc nhà. Là vợ em rất hay xô bì cái vụ công việc nhà. Thì đôi khi em đi làm về á, mình mệt, mình nằm đó, mình bấm điện thoại chờ cơm ăn. Mà mình không xuống phụ bà nấu là chắc chắn là bà cứ cầu nhau cử nhử, giống như bắt mình phải làm vậy đó. Thì em cảm thấy không thích cái chỗ đó cho lắm. Cầu nhau. Dạ. Rồi thứ hai nữa là đôi khi cái cách nói chuyện vợ em á là chưa có hay. Thí dụ đi. Ví dụ như không có nói như em, mà nói không có để cho người khác có cảm tình. Sao nãy giờ anh nghe nói chuyện đâu có gì đâu mà anh không hay. Dạ, tại vì ở đây là em đang nói là vấn đề ví dụ như trong công việc của hai vợ chồng cùng công ty, thì nó có xảy ra một số vấn đề gì đó, thì đôi khi cái cách giải quyết em nói chuyện thì người ta nghe đôi khi là cái sai của mình, nhưng lại mắc lòng người ta. Nhưng vợ em đôi khi cái sai của người ta nhưng nói người ta lại không chịu. Thì đó là cái cách mình trình bày diễn đạt á. Tại là do thế này nè, anh khéo đúng không? Dạ, anh khéo. Nói em về là do thế này nè, tại vì á, em là công việc thị trường, mà công việc thị trường là thường tiếp xúc với khách hàng, mà khách hàng cứ mỗi lần gọi điện đến là phàn nàn thế này thế kia, mà trong khi là em thấy cái việc phàn nàn đó là chồng em đúng, cho nên là em mới cãi tay đôi lại với khách hàng. Thì khách hàng sẽ dẫn đến là khách hàng sẽ không ưa gì chồng em mà không lấy hàng của công ty bên em á, còn chồng em sẽ mất đi sản lượng. Mà em đánh kiểm soát được nổi nóng, tức là do vì em thương chồng em cho nên là em mới cãi với họ. Vậy mà chồng em cứ mỗi lần như vậy là về là lá em, là nói em không khéo thế này thế kia, không giúp, đã không giúp được anh ấy thôi còn phá anh nữa. Rồi vậy thì cái tật xấu của ông xã em là gì? Ôi cha, lấy về rồi em mới biết là quá trời nhiều, quá trời nhiều. Ôi, quá trời nhiều, quá trời nhiều. Chồng em là vừa giá trưởng vừa khó tính. Ví dụ như là khi mà em ra khỏi nhà là không bao giờ cho em mặc một cái gì mà hở háng này, rồi là mặc váy cũng phải đến bắt cá chứ quá đầu gối là cũng không cho. Đi biển là không bao giờ mặc bikini, bỏ cái bikini ra khỏi cái suy nghĩ đấy cả. Nghĩa là đi tắm biển phải mặc đồ bộ. Đó. Đúng, dạ đúng. Nhưng mà nó đúng luôn kìa. Đúng rồi. Nhưng mà áo là áo phải dày nữa cơ. Đồ bộ mà áo mỏng cũng không cho nữa. Trời ơi. Như vậy là mặc đồ người nhái chứ không được. Rồi đi ăn tiệc là cũng phải kính cổng cao tường đúng không? Dạ. Ui, đi ăn tiệc thì chồng em cứ bắt em phải mặc bộ đồ áo vét này, rồi là nếu mà mặc váy là cũng phải mặc váy kiểu bó sát người, rồi là kiểu đến nỗi mà em đi ra đường mà mấy người hàng xóm kêu là như kiểu mẹ của cô dâu vậy đó. Trời ơi, phụ huynh của cô dâu. Em buồn gì đâu, con gái ra đường thì cũng mong là đẹp, đẹp mặt thì cũng đẹp cho chồng chứ đẹp cho ai mà không cho. Vợ chồng em có bắt em bịt mặt không? Bịt mặt thì không. Lúc yêu thì sao? Lúc yêu chẳng thể nói gì hết, tại vì yêu cũng được có 2 tháng thôi, nên là mỗi lần đi cà phê hay hẹn hò thì em thích mặc thế nào là mặc. Ôi, trước khi mà lấy chồng là đồ em rất là xì tín trẻ con, rồi là cũng mặc váy xòe này kia. Còn từ khi lấy chồng về á, trong nhà cho mặc một cái gì liên quan đến váy vóc như vậy hết. Ủa vậy thì ở nhà thì sao? Phải ăn mặc phải kính cổng cao tường giống vậy không? Dạ không, ở nhà thì thoải mái. Tưởng đâu bắt mặc đồ bộ rồi chùm mặt hay sao? Rồi đi ngủ có được mặc đầm ngủ không? Chồng em không thích em mặc đầm tí nào hết. Nói là mặc đồ bộ cũng được, chứ con cứ mặc đến đầm vậy là nói dẹp mấy cái bộ đó đi. Bữa nào em vừa lòng em đi ngủ em mặc đồ vest.
cho ông vừa lòng đó. Áo cổ lọ cũng được em. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Áo len nó cổ lọ đấy. Còn tính xấu gì nữa không? Trong em cũng có tính sĩ diện cáo nữa. Ví dụ trước khi lên nó nói thôi em nói xấu ý, anh ít ít thôi, đừng có nói nhiều. Trời. Rồi là ví dụ như đi ra đường mà em có lỡ tay đánh yếu thì nó nhẹ nhàng một xíu nhá, về nhà ông láng ấy, ông kêu thế này đấy, em về nhà thì em thế nào cũng được, ra đường gì mà em đồng tay đồng chân là anh em giữ thể diện gì cho anh hết. Nhưng mà khi ra đường chơi với bạn bè thì em thấy chồng em vui vui nên em cứ đánh một cái như vậy. Mà có một lần em đánh ngay trên đầu á, về ông la qua trời dần rồi mấy ngày luôn. Trời ơi. Nhiều mà. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi gì nè? Em mong muốn em sẽ thay đổi điều gì? Chồng em còn có một cái tật đó là hụt thuốc rất là nhiều nữa. Mà đến mức mà em phải nói với anh là anh thề đi, anh đã cũng nói rồi nhá, nhưng mà anh không bỏ được. Thì em cũng mong là chồng em có thể bỏ được. Bây giờ xin cắt ngang cái, hồi nãy em nói là em mong muốn đến đây là cũng vì là nhờ anh chúc em sẽ có được em bé đúng không? Vậy thì bây giờ trước khi anh chúc, bây giờ chồng em chúc nữa cũng phải hứa. Tại vì bây giờ tôi có chúc 1000 câu chúc đi nữa cũng khó lắm. Tức là phải bớt thuốc, cái thuốc đó là một cái nguyên nhân mà chậm có em bé đó. Đúng vậy. Đó, nó nghe là thôi bây giờ chồng á bớt hút thuốc đi để mà có em bé. Đó là cái mà vợ mong muốn ha. Rồi bớt gia trưởng lại một chút xíu. Cái thời buổi này á mà chồng gia trưởng là nó cũng bị lỗi thời rồi. Phải sẻ chia, phải luôn luôn trong đầu mình phải có một cái bình đẳng với vợ. Thì bỏ được cái tính gia trưởng thì mình sẽ thấy là những cái việc làm của vợ mình nó rất là bình thường. Thì mình sẽ cảm thấy mình nhẹ đầu á. Tại vì em biết không, thực ra chị nói nhỏ thôi, những người mà có tính gia trưởng là dễ bị suy diễn. Nếu mà không nói ra được thì bực bội rồi hút thuốc. Thì tất cả những cái điều đó nó đều làm em bị ức chế về đầu óc. Cho nên em không thoải mái trong tất cả mọi chuyện. Thì cái vấn đề mà em muốn có con á, là em phải xả hết. Em phải vui vẻ thì mới dễ. Cái đó là chị nói thiệt. Nó đi về tính cách á. Cho nên xả đi em. Lúc còn chưa muộn, lớn tuổi hơn xíu nữa là xả cũng khó nữa. Đó, thì giờ chị chỉ muốn vậy thôi. Còn bây giờ anh Bin anh chúc nè. Nhưng đây thì tôi cũng muốn nói luôn, không riêng gì với cặp vợ chồng của bạn, mà các cặp vợ chồng nếu mà sắp tới mà có đến đây tham gia chương trình mà muốn nhờ ông Mụ Thuận tôi là chúc có con á, thì trước tiên tôi có một yêu cầu là anh chồng đó anh hứa anh phải bỏ thuốc lá thì tôi mới chúc, thấy không? Thì giờ thôi, nhân đây anh muốn em có một lời hứa với vợ em. Thì anh cũng hứa với em là anh sẽ cố gắng giảm hút thuốc và sẽ bỏ. Sao lại giảm? Bỏ chắc chắn phải bỏ luôn. Bỏ luôn đi. Sao lại giảm được? Thôi, nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về, các em sẽ có một tin vui. Sẽ có một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh ra đời. Chúc hai vợ chồng luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Duy Năng, em đến từ Đồng Tháp, năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp em là em hớt tóc nam. Còn mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Quanh và em đến từ Sóc Trăng. Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up và thợ uống tóc. Em năm nay 24 tuổi, em có một bé trai được 4 tuổi. Vậy hả? Cái chuyện mà các em quen nhau chắc chắn là nó sẽ dính líu gì đó đến tóc, đúng không? Lần đầu tiên mà hai chồng quen nhau thì lúc đó thì em mới có 15, 16 tuổi à. Cái hai vợ chồng cứ xem radio á, cái em mới gọi điện em yêu cầu cái nhạc. Xong rồi cái anh này ở Đồng Tháp say rượu mang, nhưng mà vẫn bấm được số điện thoại của em, xong rồi điện làm quen. Nói chuyện được khoảng vài lần, xong rồi cái khoảng 1-2 năm sau gì đó, cái anh điện thêm một lần nữa. Lúc đó là anh có người yêu rồi, chia tay buồn bã gì đó không biết nữa. Thời gian sau nữa thì xuống quê em ở Sóc Trăng hẹn gặp nhau. Nhà thì em nói mẹ là, mẹ ơi con quen cái anh ở Đồng Tháp nha, mà ngày mai rảnh nói xuống nha. Cái mẹ nói là mày coi chừng nghe, coi chừng cái thằng nào nghe nó giả bộ nó quen mày, nghe nó bán qua Trung Quốc luôn. Đó. Chị muốn hỏi em là khi em gặp á, em nhìn cái đôi mắt buồn của anh ấy, ấn tượng cái gì? Không, em có là em lần đầu tiên gặp phải không? Em nhìn cặp lông mày em sợ. Chứ biết nó thế hả? Đúng không? Đúng rồi. Thích không nè, bây giờ thích không? Gặp dạ, là thích liền được. Không? Mẹ của anh cũng đi theo nữa. Mẹ em nói là đó mẹ chưa đi chơi, cái chở mẹ theo chơi cho biết cầu Mỹ Thuận rồi cầu Cần Thơ rồi với anh. Với lại một phần trên đây là mẹ cũng đang kiếm vợ cho em, cho mẹ cố tình nói đi theo chơi chứ không biết sao. Chủ yếu là đi muốn coi mắt cô này. Dạ. Đúng rồi. Còn em gặp cô này thì em có thích liền không? Nói chung là cũng được đối với em đó. Được phải không?
vợ em rủ em với mẹ em về nhà vợ em chơi. Khi mà về á, về trên nhà em nè, cái mẹ nói là ừ nhỏ đó được đó mày, xin hình đi về nó đồng ý đi trời chơi, sao mẹ với mẹ nói chuyện với người ta. Tại khi dưới em về em có cầm thêm một tấm hình của vợ em. Về cái anh chị nhìn vô nó ừ nhỏ này được được, cái thúc em vô. Dạ nếu không vô rồi lúc đó em cũng đồng ý rồi, gặp vài lần sau là cưới đó. Như vậy gặp lần thứ mấy thì mới muốn cưới? Gặp hình như lần thứ ba là cưới rồi. Dạ cưới khoảng 3 tháng là cưới luôn. Đến lúc đám cưới tụi em còn nguyên á, để ta hỏi luôn, ta hỏi cái gà đi thôi, gà đó gà vô hỏi gì? Rồi bây giờ nè mà... vậy là hai đứa chưa có gì gọi là dạ, đi lố đà đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy chắc chắn cái đêm tân hôn chắc vui lắm hả? Dạ đêm tân hôn nói chung là vui thì cũng vui, nhưng mà tại vì mình làm đám mà mấy ngày liên tiếp á, mệt rồi vô hai chồng mà anh em mới ngủ rồi đó, tóm lại là mệt là không có đêm tân hôn là đúng đêm không? Đó không có tân hôn có làm ăn gì được có đúng không? Cũng đòi mẹ em đâu cho đâu, tại vì em sợ em đâu có nghĩa là sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đêm thứ mấy sau đám cưới bao khoảng nhiêu ngày? Một tuần á anh. Một tuần? Dạ trời ơi tội nghiệp nhỏ không, cắm treo một tuần mà heo chưa được ăn. Dạ à, vui không thực hiện móc ôm đâu cho đâu. Em nằm sát vô vách không à, cái xong cái mấy dì với bà con của anh Năng ở nhà chơi á, cái mới nói là ở trời có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó, sao không cho mà đạp xuống sàn đó, xong cái hai vợ chồng chia tay rồi mới cưới được mấy ngày hả, trời đất ơi. Cái nghe nói cái em sợ à. Em sợ cái tối lại đụng cái em mới cho chứ thôi là dứt khoát không cho luôn. Trời ơi. Rồi như vậy là sau khi đám cưới về, tại vì tụi em không có cái thời gian gọi là yêu nhau tìm hiểu dạ. nhau, với lại cũng là mới lớn nữa, mới làm dâu nữa cho dạ. nên trong nhà trong cửa có cái gì không? Mới đầu thì cũng hơi mệt, đó thì em chưa có mở tiệm, chưa có làm tóc, em phải đi làm thuê cho người ta. Còn anh này thì lúc đó thì ảnh cũng đi làm, cũng đi làm thuê công nhân nữa. Chủ nhật mới gặp ảnh được thôi. Mà ban ngày thì em đi làm rồi, em không có nhà. Mà ban đêm về thì ban đêm là ảnh đi làm mất tiêu rồi, không có gặp. Khoảng thời gian mà em đang mang thai em bé khoảng 2 tháng, vợ chồng cự cãi nhau rồi cái em dặn em bỏ về quê, về nhà ba mẹ em. Mẹ em đi xe đò từ Đồng Tháp mà đi xe đò về Sóc Trăng ha. Bà em cứ khóc suốt luôn gì nè. Khi khóc suốt về nhà mẹ hỏi mày đi đâu, mày xách đồ đạc nhóc hết trơn à, vợ chồng con mày đâu. Cái em mới nói là em với anh cự lộn, em buồn quá em đi về. Mẹ la, mẹ nói là tại vì con gái á, mẹ gả đi rồi. Anh chị xui mà có điện á, nói gì hoặc là gửi về sau đó thì ba mẹ nhận, chứ anh chị xui chưa nói tiếng nào hết là mẹ không cho về. Hoặc là mẹ cho về khi nào mà có hai vợ chồng thuận thảo vui vẻ. Xong rồi về rồi cũng... về cũng hòa thuận lại về với nhau cũng dạ. Rồi có khi nào hai vợ chồng cự cãi rồi đánh lộn nhạo không? Cũng có quê nhiều lắm. Dạ, dạ. Có anh. Có đúng không? Dạ. Rồi mỗi lần đánh ai thắng? Ảnh thắng. Em ít ướt đụng vô em là em khóc mất tiêu rồi. Vậy hả? Sao mà vậy? Sao đánh vậy? Đôi khi tính em hay nóng, vợ em thách em á, đánh đi ồ nóng lên thì cũng có tán vợ vài bạt tay. Trời ơi. Tát vài bạt tay. Tại vì cái tính gia trưởng của em thì em không thích theo cái thời xưa mà nó gì. Tính em là em không có chịu nổi cái gì mà để trong bụng mình phải nói ra hết đi, xong rồi muốn nói em lại gì thì nói. Tính em thì cũng hay ít nói anh. Vợ em thì hay nói nhiều, ngồi nói em hoài, đôi khi mệt thôi em quạo cái em giận bập lên. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn bụp không? Không, giờ không đỡ rồi, cũng kinh nghiệm được dần. Giờ nói không. Chuyện lại rồi, chứ hồi trước mà lấy ảnh về tối ngày không nói chuyện. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hiện tại em lấy nhau được cũng được 6 năm mà. Như vậy trong 6 năm qua tật xấu của vợ em có nhiều không? Nghiện Facebook nè. Nghiện Facebook. Dạ với lại xem phim tập mà xem phim tới 1-2 giờ phim. Nghiện phim. Dạ. Hay tin người, đôi khi khách vô làm á, người ta nói xấu về em á, vợ em cũng tin luôn. Trời. Mình nói chuyện khoảng vài câu cái bắt đầu cái ổng nói ngang mình hoặc là ổng giận dữ với mình đó. Cho nên là khách bắt gặp những lúc đó, cho nên là khách nói liền, khách nói là trời chồng cô khó tính quá, hoặc là chồng cô chắc cọc cằn với cô dữ lắm. Nhưng mà cái đó là đâu có gì đâu, phải là nói xấu, đó là góp ý xây dựng. Rồi giờ tới em đó. Rồi tới em luôn. Ở em khui đó nghe. Nói chung thì ảnh chỉ có một cái tật xấu thôi là chơi game thôi. Chơi game suốt rồi đâm ra những cái chuyện, nhưng mà bị trầm cảm luôn đó. Không nói chuyện, cứ tối ngày bấm vô nè, xong rồi cái cứ chửi cái gì hoặc là nói gì trong đó. Khi mà mình bận con chuyện gì đó mình nói anh ơi, giữ bé giùm em, hay đút cơm cho con ăn vô đi. Mệt quá à, làm đi.
Ổng thì ổng có hai cái vũa dơ nha. Mỗi lần cái ông móc móc được mũi xong là cái đầu chét vô. Mà chuyên gia luôn, em là cứ te tu hết trơn. Lần quần áo tay chân bất cứ ở đâu hoặc là cái gì dơ mình mấy ông dơ phải không? Bắt đầu ông chét giấy chét xong ông chét cho mình của em là suốt luôn vậy luôn đó. Ừ. Có tặng bông, dạ, tặng hoa gì cho vợ, tặng quà, tặng bông, dạ, tặng không. Hoa. À, anh Năng thì hồi trước giờ thì cái lãng mạn này chưa có. Đôi lúc cũng muốn ổng tặng hoa, tặng quà cho mình giống như là ngày sinh nhật của mình, nói nhẹ thôi, không nói chuyện được rồi chút qua điện thoại cũng được. Cuối cùng không, không có nói tiếng nào hết. Không tặng bông, không tặng bánh luôn. Dạ không. Anh tệ quá vậy anh. Lý do là do mắc cỡ phải không? Ờ hình như vậy đó anh, đúng. Tại vì con trai ở quê nghe cái vụ là mắc cỡ. Thôi em ơi, em binh vừa phải không thôi phải. Em có dưới quê không? Có, tôi quê lãng mà. Vậy tại sao em đâu có giống như anh này? Không phải, em lãng mạn mà lố luôn á. Nhưng mà binh thôi, bắt người ta sửa đi chứ binh cái gì. Chưa đi, chút mới với khuyên. Rồi ví dụ như là mỗi lần đi ăn tiệc mà đi bên cạnh em thì có trưng diện đồ không? À không, em cũng làm nghề tóc mà lúc nào mình ra mình cũng sửa sạn từ trên xuống dưới. Chân còn ổng ha, ổng đi theo mình ổng mặc không bao giờ mang giày luôn, mang dép bình thường không, rồi mặc quần áo phải không, áo thun cá sấu bình thường, áo thun bình thường đó, quần tây, quần jean. Nhiều khi mà mấy cái quần jean mà cũ nó rồi nó ông bỏ qua đi cũng một hai cũng mặc lại, mà trong khi vợ đang diện đồ đẹp nè, mặc đầm mà quấy nhìn qua không qua đây nhìn thấy quải chậu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà khi mà đi một mình á thì cứ cầm cái lượt chảy hoài một mình thì chứng diện, nhưng mà đi với vợ thì xè đúng xòa. Rồi ông chịu là ông chị sẽ sạn. Nhiều lúc sợ người ta nói trời con vợ mày đâu sửa sạn quá trời mà chồng không sửa sạn. Nghe khó chịu quá, phải hỏi liền sao kỳ vậy em? Sao vậy? Đi chung với vợ không phải là không sửa soạn nhưng mà cũng được. Những cái chuyện mà em đi một mình á, nó cần vô những cái chỗ mà lịch sự. Dạ. Không phải, dạ. Không có. Vô những cái chỗ lịch sự thì phải cần ăn mặc đồ nó... Chỗ lịch sự theo em mặc đồ đàng hoàng là đi đâu? Giống như đi họp, tại em cũng có làm ở ngoài xã này, cũng làm nhân quân là khi đi họp. Nhân đây thì em muốn Năng thay đổi điều gì? À, chỉ cần ảnh hay nói chuyện với em hoặc là bớt chơi game lại rồi dành thời gian cho vợ, cho con, chơi với con rồi được rồi. Con em có nghiện game không? À dạ cũng bắt đầu luôn nó rồi có đó. Nó thích coi máy tính bảng không? Dạ, coi suốt ngày luôn. Và khả năng bị cận thị rất cao nhé. Dạ. Và bởi vì ba nó không bỏ thì làm sao? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Yeah. Em muốn con em không cầm điện thoại thì trước tiên em đừng bao giờ cầm điện thoại trước mặt con mình. Dạ. Nói hay lắm. Tôi tự hào chưa bao giờ cầm điện thoại trước mặt con tôi. Đâu da cá vậy? Không? Hả? Không. Cá không? Tôi thấy ông live stream lâu lâu thôi. Hả? À. Đó, rồi tới em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn vợ em là coi phim thì khoảng có giờ giấc là tranh thủ ngủ. Với lại là muốn vợ đừng có tin người quá là được. Như vậy thôi anh. À đừng tin người quá, dạ. Đừng cả tại tin vì quá. Ở ngoài không có ai tốt đâu, người trong nhà chỉ tốt hơn nhà ở ngoài, ta nói xấu vô không à. Bây giờ vậy nè, cái cặp này á là tình con là năm nay mấy tuổi rồi cưng? À dạ con em 4 tuổi hả chị? 4 tuổi là cái dạ. Như anh Thuận anh nói á, là cái xác suất mà để bé cận thị thì có bộ hơi bị nhiều. Đúng vậy. Bởi vì nếu chơi với mẹ thì phải ngồi dí mắt vô màn hình hoặc là điện thoại hoặc là truyền hình để coi phim. Dạ. Đúng không? Còn quá chơi với ba thì cũng phải dán mắt vào điện thoại để mà chơi game. Thành ra là cái nhu cầu của cháu sẽ là bị hướng theo ba mẹ thì là sẽ rất là mau cận. Dạ. Đó là một cái thứ hai nữa là bạn này á thì có một cái điều mà chắc tới bữa nay mới kiểu mà nói ra nói rất là thật, mắt rơm rớm là bớt coi phim đi. Tại vì sao biết không? Em coi phim nhiều thì bạn này sẽ có một chút chạnh lòng là sao nè. Nè, ví dụ như nè, ở trong phim thì có nhiều những nhân vật, có những cái ông chồng rất là ga lăng, rất là này kia nọ, đúng không? Và vợ thì cứ mắt chữ O, miệng chữ A rồi say đắm nhìn, hiểu không? Cái kiểu vậy thì tự nhiên chồng cũng có một phút chạnh lòng nữa. Sao kỳ vậy? Tôi cũng chồng, tôi ngồi đây mà lo dòm truyền hình, nó khen chồng đó. Ai không à? Chứ không khen mình, ví dụ vậy. Đó là có một cái cảm giác chắc chắn nó sẽ thoáng qua như vậy, đúng không? Đó, rồi còn bên đây á, thì vợ thì cũng chạnh lòng giống như em vậy đó. Dạ. Có nghĩa ủa sao kỳ vậy ta, sao đi với mình bộ mình cũng đâu phải là trời mình đẹp mà mình biết ăn biết diện, mà lý do gì tại sao mà chồng đi với mình không bao giờ ông cảm thấy là ông không có thích khi mà đi với mình, ông không có hãnh diện khi mà đi với mình hay sao, ông cứ cảm thấy ông đi là đi đang cho có, ví dụ vậy. Cái cảm giác đó đối với người vợ nó rất là đau lòng. Dạ. Đó, đau lòng lắm. Là tại vì không phải chồng mình không biết diện, chồng mình biết diện mà tại sao khi đi mình không diện. Đó là hai cái mà
mà sẽ có những lúc các bạn sẽ thoáng qua như vậy. Mình lấy nhau cũng lâu rồi, mình cũng có con cũng 4 tuổi rồi, thì chị thấy là cái thời gian mà các bạn cảm thấy gần như vợ chồng là một thói quen, nó sẽ nó đến nhanh quá, đúng không? Đối với các bạn, tại vì nó mới chỉ là 6 năm, con thì mới có 4 tuổi, người ta mấy chục năm người ta bên cạnh nhau thì lúc đó nó mới là thói quen, còn bây giờ vẫn phải là sự khát khao, sự đam mê khi mà hai vợ chồng được ở bên cạnh nhau. Thì các bạn phải làm sao á, trong cái không khí gia đình bạn phải là như vậy. Thực sự cái người phụ nữ Việt Nam á, gần như là 10 người như một á, lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng không dám sống thật với cảm xúc của mình. Giống như cảm xúc của mình á, nhiều khi mình muốn anh, trời ơi, bữa nay hai mình để con ngủ riêng chỗ đi, rồi hai mình không bao giờ dám nói. Mà cứ để chồng đón ý á, kiểu như là chỉ mong muốn có một ánh mắt hay là một cử chỉ, một cái gì để cho chồng hiểu, nhưng chồng không bao giờ hiểu điều đó. Chồng chỉ sống bằng cảm xúc và bằng cái đòi hỏi của bản thân mình thôi. Thì thành ra là các bạn có một cái cơ hội là các bạn lên đây, các bạn tham dự với chương trình, thì các bạn sẽ xem nhiều những cặp vợ chồng khác, và từ đó mình đúc kết ra những cái mà mình nên thay đổi cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó thú vị. Tại vì cái cuộc đời của mình nó nếu mà nói là dài thì cũng dài, mà nếu mà ngắn thì cũng nói là ngắn được. Đó, cho nên lúc nào mà còn được ở bên cạnh nhau, còn được gần nhau thì phải tận hưởng hết và mang cho nhau thực sự những điều hạnh phúc. Cái đó là chị cảm thấy như vậy, để đôi mắt của bạn bớt buồn đi. Cũng giống như em nói đó, em cũng rất muốn có một sự lãng mạn ở anh này. Thì hôm nay đến với chương trình, em có thể gửi đến cho cô ấy một lời nói lãng mạn hay một cử chỉ gì đó thật lãng mạn, tình cảm với vợ mình. Hay quá anh Bin, hay quá anh Bin, hay quá. Đó, nói đi. Anh chị không có nhìn đâu. Không giờ đâu mà em không, khán giả nhìn thôi. Nói thêm cái gì nữa đi. Để nói cố là gắng anh thay đổi những cái tật xấu của anh. Ra ngoài cũng vậy luôn nha. Rồi thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Có bao giờ nói anh yêu em chưa? Hình như chưa. Rồi nói đi, nói còn đi. Chờ gì nữa. Anh ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái đà, cái đà để cho mà những lời nói yêu thương, những cử chỉ thật là lãng mạn. Cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu, em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè. Bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick cho nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ, xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ, đúng rồi. Sao nữa? Dạ, xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi, cho nên là em dành cái nít luôn. Dành luôn á. Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc dành từ cái thuở đó luôn rồi. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó, là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em mà em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng nó chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp á thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đâu mà bé xíu mà dễ thương. Thích rồi đó. Dạ thích đúng rồi. Còn em thì sao?
À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Ừ. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su. Mà trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là hồi ơi, vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Ớn à, ớn lắm á, trời ơi. Sợ rồi, nên hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đám cưới gì nữa. Là chỉ kiếm được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ không. À, lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộ đám cưới của ai cũng không biết nữa. Em khiều khiều ảnh thôi đi ra. Như đi lộ đám cưới rồi cái trời ơi. Cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á. Cái này vô phim được nè. Không mò đường. À sao cái đêm đó thì là hai đứa là có cảm mến nhau rồi đúng không? Dạ. Cái ấn tượng nó không quên được cho nên là nhớ hoài. Dạ. À. Đúng rồi. Ai mà công nhận á. Ấn tượng thì. Cái đó em bỏ nhớ cái chi tiết này bỏ vô phim đi chứ. Nó nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Dạ. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Lớp 10 lúc đó nhỏ. Dạ. Mới càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ, 11. Lớp 11. Bởi vậy sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Với dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn bạn trai á nên ảnh là mối tình đầu của em á cho nên dạ. Là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Dạ. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Vậy dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Đó. Dạ yêu thì chưa nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Ừ. À. Và cũng có quen cô đó. Ừ. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ ngon thương hơn, dễ thấy mến, ngon hơn. Nói chuyện là dễ thương đó. Ấn tượng dễ thương. Dạ. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Rồi là thương cô này. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Nhưng mà lúc đó là chắc chắn là cũng có một chút thời gian là phải bắt cá hai tay đúng không? Trong thời gian có không? Rồi, đúng không? Bây giờ phải hỏi sao nè, không? Hỏi vợ nè. Có không? Đúng không? Dạ có. Thấy chưa? À, lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Ờ, em là ai? À, người yêu cũ. À. Rồi bà xã gì nữa? Đại Nguyên. Bà xã Nguyên còn kia... Em là bà xã còn kia là vợ. Dạ. Chà, nó cũng đồng ngôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Ừ, nó bà xã với vợ là đồng ngôi thứ luôn á. À. Ừ. Rồi sao? Rồi quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có. Đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Lúc đó vẫn còn là lớp 10. Dạ. Ừ. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á là mình muốn chọn đi, muốn giành cho bằng được đúng không? Phải dạ. Giành chứ. Chứ để mắc cỡ. Dạ. Sao em, thua được? Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em dạch luôn. Hẹn, à. Em hẹn đi gặp lần nữa. Ừ. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. À. Là hai người này gặp nhau à. Đúng không? Ừ, gặp lần nữa sao? À, cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Rồi cái em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao đó, kỳ vậy? Phải. Ủa sao chưa chọn chiêu, mà? Chơi chiêu. Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung cái bỏ chạy. Hung cái bỏ chạy để nhớ nhung á. Là dấn dương hoài luôn. Cứ cảm thấy giống như mình chiêu, có lỗi vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, dấn dương hoài luôn. Cái hung đó em lại, lúc đó em lại có cái quyết định. Là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước, dạ. Sắp lượt, hiểu không? Đó, sắp lượt đó. Trời ơi, hung mà gia đình có thấy không? Dạ không. Ờ, dạ, hung chấp cái bỏ chạy vô. Dạ, hung chấp nhó. Rồi lúc đó em sao? Thì lúc đó em chỉ đứng ngay người ra thôi, em cũng không có biết. Ngớ luôn á, ngớ luôn á. Dạ, ngớ luôn. Rồi, hồi bao lâu thì em mới quyết định là em chọn cổ? Dạ, khi về nhà thì em cũng có suy nghĩ nói là thấy cô này thấy thương mình thật sự, thấy mình có tình cảm. Trời. Và bắt đầu em mới quyết định ra quyết định là chia tay với bạn kia. Trời ơi. Là quyết định theo cô này đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Bọn này chơi cú tít ghê quá. Chơi cú lật đó là. Mà công nhận nha, lớp 11 rồi đó. Em cảm nhận được cô này cổ thương em thật sự. Không, lớp 11 rồi đó. Rồi. Rồi. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Ừ, rồi 5 làm năm đám luôn. Cưới. Dạ. Ừ, vậy rồi. Là hai mấy tuổi đúng không? Dạ. Ừ.
Rồi cổ có ghen không? Bạn này có ghen không? Lúc mà yêu nhau á. Dạ, một cây ghen luôn á. Một cây ghen. Một cây ghen luôn. Khi mà em chơi Ola hay là Zalo hay là Facebook ấy, là thấy bạn có nick mà có bạn gái trong đó là untrend hết, là xóa hết mấy người đó, không có cho hai hay là ba bốn gì với mấy cô đó hết. Tại vì xưa bà cua ông là cũng nhờ trên đó mà. Dạ dạ. Đến bây giờ vậy không có cho là quen bạn gái nào luôn. Facebook rồi là Facebook kiểm soát, chặn kiểm soát hết, chặt hết. Mà yêu theo kiểu ghen theo kiểu hề hước vui nhộn hay là sư tử Hà Đông? Dạ sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông. À, sao đâu có cái... cần mà nghe cái mùi thôi là dứt điểm liền. Bà đánh hơi bà biết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có cái câu chuyện ghen nào mà nó đáng yêu không? Mà nó đáng nhớ trong cuộc đời của em không? Em kể anh nghe coi. Dạ ghen đáng yêu thì chắc không có. Đáng ghét. Nhưng mà lý do gì mà ghen dữ vậy? Chắc bộ phải... đào hoa lắm mà hay gì? Dạ thì lúc mà mới bắt đầu thì đã bắt cá hai tay rồi, cho nên cái đó là em suy nghĩ là anh sẽ còn cái tính đó hoài, cho nên là lúc nào cũng đang nghi. À giống như chim mà bị tên một lần đó đúng không? Bị trúng tên một lần rồi, bởi vì bây giờ lúc nào thấy xung quanh mình đều là có thợ săn hết á. Đó, cho nên phải dè chừng đúng không? Nhưng mà có em có bắt gặp trận nào nữa không? Dạ nhiều lắm, lúc mà quen em rồi, nói là quyết định quen em rồi nhưng mà vẫn nhắn tin kiểu dây dưa với người ta. Dưa vợ, dưa vợ gì đó không? Dây dưa rồi hết người này tới người kia tấn công em. Ví dụ như là nói là em chỉ là người đến sau thôi, như là hai ba cô gì đó nhắn tin cho em. Cứ nói là đến sau tôi thôi, cho nên là không có giành được đâu rồi này kia. Trời, giành mặt em đủ thứ. Dạ. Vậy đó hả, em bị gọi là bị áp lực dữ vậy luôn á. Nhưng mà em không có sợ. Em vượt qua bằng cách nào? Em nhắn lại hay là em hẹn ra em nói chuyện? Nói chung em không hiền cho nên em... Dạ không hiền. Cho nên em tấn công là hết, nói chung là em dẹp được hết. Dẹp loạn được hết. Dạ, dẹp loạn được hết. Trời ơi. Rồi hai đứa có lúc đó là yêu 5 năm đúng không? Dạ. Rồi đến khi mà học xong rồi bắt đầu mới là làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Vậy có hả? Sống chung không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh, em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á, cho nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh, nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó, thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh, tại vì mướn nhà trọ thì nó mắc. Mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều, cho nên là có xin, gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi. Cho nên là xin cho ở. Tức là nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Rồi em về em ở bên gia đình của ảnh. Dạ. Nhưng mà là phòng ai nấy ở. Dạ lúc đó em ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó, thì anh ấy nói là phòng ai nấy ở đó. Dạ. Nhưng mà ở cũng vui lắm, tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa, mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Trời. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Thật ra mẹ canh mà canh cho em á. Cái cửa nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu. Là phải bôi dầu vô liền đựng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm để cho dầu khô. Nó khô. Để cho cái cửa nó kêu cái két. Đúng rồi, sợ ổng tối ổng ngủ nghe cái két là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Ê, coi nào mẹ phát hiện không? Dạ không, là không có làm gì bậy trong nhà hết. Không, biết là không có làm bậy rồi, nhưng mà cũng phải lén phén qua phòng cho dạ, em. Có ảnh mở cửa, lúc đó ảnh mở cửa qua ảnh tính hung em một cái. Đó. Mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô. Mẹ chạy vô. Mới bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ, lúc đó em sợ quá, tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy. Nhưng mà thật ra không có, em đang ngủ kế bên thằng em mà. Cái xong mẹ nói, em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Tưởng tượng mẹ chồng á chị. Một lần nghe két cái chị. Không, nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là sao? Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm? Dạ. Trời ơi. 5 năm mà 7 năm quen nhau. Ôi, đâu có. 5 năm quen nhau, 5 năm ở nhau. 5 năm, năm đám cưới là tụi nó quen 10 năm rồi đó. 10 năm, Bin. Đó. Ôi. Giờ có em bé chưa?
Dạ con được, em được bé 3 tuổi rồi. Thế hả? Vậy hả? À, chúc mừng nghe. Dạ. Đó, rồi thấy sống... hai đứa đẹp đôi quá. Mà sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Thôi giờ kể đi. Ừ, kể tính đi. Tính từ cột mốc là thành vợ thành chồng á. Đó. À, về sống chung nhà đó là xấu dạ. Cái gì xấu xấu nhất? Dạ, vợ em... có lo thì tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ chỉ thiết ghi thành sổ thành cuốn sách đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Ừ. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp chỉ ngăn nắp mà chỉ có bày ra thôi. Bày ra rồi nhà cửa em khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình hả? Chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy luôn. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi cướp hết luôn mền của chồng. Nấu nấu ăn có ngon không nè? Dạ cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Rồi gì nữa? Nhưng mà bù lại là có phụ, là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ, còn nói phần rửa ráy thì nó là một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn đi đầy với nọ là em làm hết. Dạ, làm hết. Cha sao trăm điều xấu vậy cha. Ủa như vậy là cô không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Không nấu ăn không rửa chén, bừa bộn. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay thì 2 ngày 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Mà ai là người bấm nút? Dạ lúc thì em tự em giặt, tự em phơi. Khi nào mà nhờ giả được vợ em đi giặt thì em phải phơi chứ vợ em là không phơi. Rồi xếp vô là không giặt đồ luôn đó. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà đó. Xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em xếp. Bù đợt vớt lại, lại được miếng. Vớt lại gì à? Cố tình hỏi đi cho nó lòi cái tính tốt ra đó. Đó hiểu không? Rồi nè có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Là suốt chỉ là lúc nào cũng điện thoại. Nãy giờ mới thấy được cái hàng đầu đó. Đó. Có gì? Mở điện thoại có gì? Dạ lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Nhưng mà lúc nào cũng cầm điện thoại. Mà coi cái gì trong đó? Dạ em cũng không biết là coi gì trong đó. Không biết. Có mê trai đẹp không? Dạ có. Mê trai. Coi ai? Coi Quốc Thuận hay coi ai? Dạ, Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi. Lee Min Ho là như cả nước rồi cả thế giới mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Ồ, Min mê mà thiết điểm Min muốn bóng luôn á. Rồi, họ mê Lee Min Ho đúng không? Dạ đúng rồi. Có coi phim Quân Dương không? Dạ không. À, không. Rồi. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ dạ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng mà khoan khoan xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe khua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tật nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi, đủ rồi. Rồi bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Chỉ vậy thôi. Rồi quan tâm nhà cửa nè, quan tâm nhà cửa nha. Gọn gàng sạch sẽ nha. Được không? Được không? Trai đẹp là đồng ý cho mê đó. À, cứ tiếp tục mê Lee Min Ho đi. Tại nghe. Vì bà coi là ở bên kia thế giới á. Nghe không có sao, không có ghen. Dạ, rồi bây giờ tới ổng nè. Tới ổng nè. Có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại. Ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn.
Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái gú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái gú, không uống thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Đó, chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính cái em ơi, đàn ông phải dính cái em ơi. Còn gì nữa nè? Chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi. Ông chồng chăm điểm rồi. Còn sao nè? Có ở dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Tắm. Nó nói là đó, thì bởi vậy nó trái ngược lại hết. Rồi còn gì nữa không? Ráng kiếm cái gì xấu xấu đi. À, có nghĩa là sạch sẽ đó mà. Dạ, sạch sức lắm. Nước hoa dữ dội không? Dạ, đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Mà cái đó đâu có xấu đâu. Tật tốt. Đó tật tốt mà, ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhử về mấy cái tật xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm việc nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa cằn nhằn. Vừa nói em nhức đầu. Thí dụ nè. Đó, ví dụ đang vừa lau nhà. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán và em mệt em cũng làm biến. Thì rồi vừa dọn, chồng vừa dọn vừa nói gì? Vừa dọn vừa lằn nhằn như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia, cứ lằn nhằn vậy đó. Nói hoài tật, dạ, tật em thì ai mà lằn nhằn để cho làm luôn, không có làm. Mà cứng đầu mà, nhỏ này cứng đầu mà. Hiểu không? Cho nên là đó, ông càm ràm hả kệ, vừa càm ràm vừa làm luôn. Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa. Tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Rồi là lỗi đó, tại ông, tại ông. Là anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Phải chưa? Tại ông, em ai biết dành. Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực. Nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho, chồng phụ cho. Đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không chịu dậy ráng chịu. Dạ. Đó. Rồi giờ sao? Mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cằn nhằn em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Được làm nhưng mà đừng có cằn nhằn nha, cằn ràm đúng không? Ai biểu ông làm? Dạ, tại em tại ông làm đâu, thích thì làm thì ráng chịu. Nhưng mà ông làm rồi nửa tháng mới giặt đồ một lần, đồ đâu bận. Chết luôn á. Không, hầu như là nay em giặt đồ không mà ảnh làm nay là đi làm mấy cài rồi đó. Cho nên không có thời gian để mà làm việc nhà nữa. Năm 10 bữa em giặt lần. Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Dạ, hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài. Thì tiền chủ yếu là về là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ, vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Vậy là hai vợ chồng tích góp nè. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó đâu. Đó, tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong két hết luôn. Đúng rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Đứa nào cũng là đầu tiên của đứa nào hết đúng không? Đúng rồi. Cố gắng nha, đầu cũng là cuối nha. Giữ nghe, giữ nghe. Đó, nếu được qua năm sau thêm đứa nữa nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến từ Tây Ninh. Từ Tây Ninh đến với chương trình này. Đúng rồi. Nghe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Cảm ơn hai đứa.